Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Thảo Phương. Tôi biết ơn nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi dở dang việc học hành. Những gì được thầy cô dạy, tôi quăng vô một góc tối cuộc đời để oằn mình và gồng mình kiếm miếng ăn trong cơn đói. Giờ đây, đi gần hết con đường làm người, chứng kiến lớp con cháu đang ngâm mình trong bể trầm luân của giáo dục Việt Cộng với tâm trạng đau đớn, bất lực và tuyệt vọng trong tình hình lụi tàn từ nó. Tôi đăng lại bài báo ngắn dưới đây, viết từ ngày 19 tháng 8 năm 2018, như một sự nuối tiếc về nền giáo dục giản dị nhưng không giản đơn, nền giáo dục thấm đẫm giá trị làm người. Văn hóa là cội rễ, giáo dục là dưỡng chất. Quốc gia nào cũng cần hai yếu tố tối quan trọng này để phát triển. Việt Nam không là ngoại lệ. Nền giáo dục của Việt Nam hiện nay đang bị chỉ trích mạnh mẽ và lên án dữ dội chưa từng thấy. Trước năm 1975, bậc tiểu học và cả trung học hầu như chỉ có bộ sách giáo khoa cũ. Nó được truyền lại cho đàn em. Đặc biệt, những gia đình nghèo càng coi trọng của gia truyền này bởi lý do đơn giản, tiết kiệm. Đứa học trò nhà nào mà nghèo quá có quyền mượn ở thư viện trường, nhưng làm dơ làm rách thì phải đền. Còn đồng phục, nhà trường chỉ bán phù hiệu, mua mấy cái cũng được, về tự may vào áo, phía bên trái ở ngực trên. Quần áo thì phụ huynh tự lo cho con em mình, với duy nhất yêu cầu mà hầu hết là áo trắng, quần xanh đen dành cho nam sinh và áo dài đối với nữ sinh, từ lớp đệ thất, tức là lớp 6. Đứa học trò nào mà nghèo quá được quyền thừa hưởng quần áo cũ của tiền bối với duy nhất một yêu cầu, thay phù hiệu. Nếu mà học đúng trường mà anh chị từng học thì khỏi thay, cứ y như vậy mà bận đi học. Thế hệ chúng tôi không được dạy những cái gọi là cải cách. Không có biết cách đánh vần CLMV hay VTV. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đọc thông, viết thạo. Môn văn điểm 8 trở thành tuyệt đối, hy hữu lắm mới có đứa đạt điểm 9, lúc đó phải nói bài văn vô cùng độc đáo. Chúng tôi cũng không phải học thêm học bớt gì cả, hồi xưa chỉ có học phụ đạo, lớp học cho những đứa học trò nào mà vì bận phụ giúp gia đình hay học yếu quá, theo không kịp bạn bè, thầy cô thấy thương thì tự mở lớp giúp tụi nó, không có tốn kém tiền bạc gì hết á. Tiếng Việt vốn đơn âm nên chúng tôi không được dạy tách tiếng với những cái tròn tròn vuông vuông tam giác. Tiếng Anh vì là đa âm nên thầy cô nào cũng phải dạy, phải ráng nối âm nha con, linking sound đó. Ví dụ như The Voice of Freedom, phải nối cái âm C vào cái âm off, hoặc giả không được phép đọc là Brazil để chỉ nước Ba Tây. Thầy cô dạy tiếng Anh hay tiếng Pháp không bao giờ mắng học trò bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh hay tiếng Pháp là con vật này hay con thú kia cả. Và thầy cô dạy các môn khác cũng như vậy. Thời đó, tú tài đôi, tức là bây giờ gọi là tốt nghiệp phổ thông trung học đó, là ngon lắm rồi đó nha. Chúng tôi được dạy mọi điều theo cái cách giản dị, dễ hiểu mà lại nhớ lâu. Ví dụ, hai chữ trách nhiệm, thầy cô nào cũng giảng nghĩa thật đơn giản mà thấm thía đến kỳ lạ. Thông qua cái hình tròn, cô giáo vẽ lên bảng một hình tròn và nói là chỉ khuyết một tí xíu thôi thì cũng là không tròn trách nhiệm. Chúng tôi không được dạy thiếu trách nhiệm. Biết thế nào là thiếu với là đủ? Trách nhiệm mà. Ngoài xe cộ chạy đầy đường trước năm 75, Sài Gòn vô cùng hiếm thấy các loại giáo sư tiến sĩ. Sau này tôi hay mỉa mai bằng cái khái niệm tiên sư giáo sĩ. Mặc dù thời xưa ở miền Nam Việt Nam, ai cũng biết là đa đảng, nhưng nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa không có đào tạo giáo sư tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng như ông Nguyễn Phú Trọng và nhiều ông bà Việt Cộng khác. Chính khách thời bấy giờ cạnh tranh gay gắt không thua gì các nước dân chủ bây giờ. Nền chính trị lúc đó quả xác đáng gọi là chính trường, như người miền Nam cũng thường gọi, thương trường, vận động trường, kịch trường, phim trường, v.v. Chính trường, nơi phải diễn ra cái sự cạnh tranh khốc liệt của những tài năng trên các lĩnh vực, biểu hiện của tự do đích thực. Tôi mãi mãi biết ơn nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Vừa rồi là bài viết của tác giả Thảo Phương. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài viết sau.